Người dân Hungary tại Budapest giờ đây đã có thể xem 5 sản phẩm điện ảnh danh giá Trung Quốc cũng như tiếp xúc với những siêu sao điện ảnh hàng đầu như là Jackie Chan và các diễn viên khác từ Chủ nhật đến thứ Năm trong suốt tuần lễ Liên hoan phim Trung Quốc 2017 tại Hungary. Ông Liu Guibao, trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và bà Lok Jontan, Bộ trưởng Nhân lực Hungary đã cùng nhau khai mạc tuần lễ liên hoan phim này. Ông Liu đã sắp xếp lịch để gặp các nhà lãnh đạo Hungary, đồng thời tham gia những sự kiện văn hóa và học thuật khác vào thứ Hai trước khi lên đường đến Ai Cập. Jackie Chan, ngôi sao phim hành động của Hồng Kông, đã mang đến cho tuần lễ phim lần này tác phẩm điện ảnh mới nhất của anh, Kung Fu Yoga, một tác phẩm phim hành động pha yếu tố hài hước, kết hợp văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ. Với tư cách là một đại sứ của lễ hội lần này, ông cũng chia sẻ, 5 sản phẩm phim được trình chiếu lần này thuộc top những sản phẩm điện ảnh xuất sắc nhất của Trung Quốc. Hungary là cánh cửa trung gian đến vùng Trung Đông châu Âu, sau khi Trung Quốc thành lập một diễn đàn chung của 16 nước trong khu vực. Hai quốc gia Hungary và Trung Quốc ngày càng có mối quan hệ hữu nghị thân thiết và gắn bó bền chặt hơn trong lĩnh vực văn hóa và giải trí. Được biết, Trung Quốc, Hungary và Serbia đã đồng ý xây một tuyến đường cao tốc giữa Budapest và Belgrade. Tuyến đường này sẽ được khởi công sau khi dự án được Hội đồng châu Âu phê duyệt.